Rồi, hello anh em nhé. Hôm nay thì tiếp tục lên một cái video giới thiệu anh em những sản phẩm mới về của shop nhé. Hôm nay thì sẽ có một cái chương trình tri ân anh em khách quen. Đó là những anh em nào mà đã từng mua hàng của shop 3 lần trở lên thì sẽ được miễn phí ship cho đơn hàng từ 400 ngàn anh em nhé. Đầu tiên thì hôm nay bên shop về được cái lô hàng xe đẩy nhỏ anh em nhá. Xe này thì nó sử dụng ở trong các cái siêu thị để đẩy hàng thôi anh em. Hàng này thì nó sản xuất cho thị trường của nước ngoài nhá. Đây này. Đó, ở đây thấy nó ghi toàn là tiếng Anh mà. Đây này, mạnh dở cho em một cái khung lên. Hàng mới nhá, tồn kho chưa xài anh em. Khung kim loại rất là chắc chắn. Đây này. Đó. Và bánh của nó sẽ là bánh nhựa nhá. Đó, anh em mua về thì sẽ tự lắp bánh. Đây, một bộ sản phẩm thì sẽ gồm hai cái bánh xe này và một cái khung như vậy. Cái khung này thì có thể kéo dài được. Đó. Đây, anh em mua về là cứ bánh là tự lắp vào cái cây nhá. Đây nó có cây ti này, lắp bánh vào đây là chạy thôi. Đây, toàn bộ phần khung của nó thì bằng thép. Đây này. Anh em thấy chưa? Thép của nó cũng rất là dày đó. Anh thử dở ra đi. Đó, dở ra. Đây, cái khung này thì có thể kéo dài được. Thao tác kéo dài là nhấn cái nút này nhá, nhấn cái nút này rút lên. Rồi, mạnh để như vậy, đo cái thước thì rút hết ra, đo cái thước cho anh em. Để đây cho nó sáng dễ nhìn. Rồi, thước đâu? Này chắc phải hơn mét. Tổng chiều cao của nó khi kéo dài này. Tổng chiều cao khi kéo dài là khoảng bao nhiêu? Tương đối thôi. Nếu cái tính ở bánh xe gần 1 mét đấy, gần 1 mét. Nếu mà đun bánh xe nên là khoảng 1 mét. Chiều rộng của cái khung xe là 23 phân nhá. Đó, nó rất là gọn, nhỏ gọn thôi. Gấp lại thì nó kích thước của nó rất là nhỏ. Đó, đây, sau khi lắp bánh xe thì nó sẽ giống như cái này. Con này thì đã test tải của nó khoảng được 50 kg anh em nhá. Tải 50 kg, sử dụng để di chuyển hàng hóa hoặc là di chuyển ba lô du lịch cũng rất là ok. Đó, đây, thử đẩy đây. Đưa cái thùng hàng lên. Đưa cái nồi chiên lên kéo thử cho anh em xem. Đây, em giữ cho. Hai cái luôn. Đó, anh em thấy không? Như vậy thì mình di chuyển hàng hóa nó rất là dễ. Rồi, mạnh thử đi. Đó, anh em di chuyển, đẩy tới đẩy lui. Đó, rất là thuận tiện. Rồi, ok. Con này test tải được 50 kg anh em nhá. Xe đẩy mini gấp gọn. Rồi, cái này thì báo giá luôn cho anh em là một bộ như vậy nhá. Đó, một số cái thì nó còn nguyên cả màng bọc như vậy anh em này. Mình ghi giá này luôn này. Là 140 ngàn. 140 ngàn thôi anh em, giá rất là bèo. Anh em nào lấy từ 3 bộ thì sẽ được miễn phí ship. Còn anh em nào lấy số lượng, có giá sỉ cho anh em lấy số lượng để kinh doanh buôn bán nha. Thì anh em lấy số lượng thì cứ liên hệ shop sẽ báo giá cho anh em theo số lượng nha. Quạt sưởi hôm nay thì theo nhu cầu của anh em thì bên shop đã nhập mạch cản loại tốt về để cho anh em có thể lên điện cái con quạt sưởi 220 đi rồi. Đó. Đây là cách để anh em đấu. Căng cho anh em thấy. Cách để anh em đấu cái con đấy nhá. Con mạch cản nhá. Đó, con mạch cản điện này phải là loại tốt thì nó mới có thể chạy được con máy sưởi 600W này. Đó, anh em lưu ý cái cách để anh em đấu này. Đó, anh em đấu theo đúng như mình nhá. Sau đó thì cái chỗ này mình sẽ làm một cái hộp điện nhỏ mình bảo vệ nó để cho nó an toàn. Còn lại thì máy sưởi hoạt động bình thường thôi anh nhá. Rồi, cắm điện test cho anh em đi. Cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đó, máy chạy rồi, đảo gió đây. Đây, đo nhiệt độ cho anh em luôn. Đông thả đầu giò và đo nhiệt độ cho anh em luôn. Anh em thấy chưa? Rất là quạt rất là êm nhá. Đó, con sưởi này thì nó có quạt gió. Ấm lắm. Hiện tại ở trong thời tiết đang trong Sài Gòn này thì rất là nóng luôn. Đứng trước nó là chảy mồ hôi luôn đó.
Còn anh em ở ngoài miền Bắc, anh em ở trên các cái vùng núi cao Đà Lạt, Lâm Đồng bây giờ thì có con sưởi này xài thì rất sướng luôn. Nói chung là để miệng gió này nó có thể lên tới khoảng tầm 60 độ C nhá. Con này anh em để trong phòng ngủ các thứ là ok lắm này. Đó, nó có tính năng đảo gió và tắt mở đây. Tắt, coi anh em tắt một lúc là cái quạt gió nó mới tắt nha. Đây nó chớp đèn này. À, đằng sau thì nó còn có thêm một cái công tắc phụ nữa anh em. Mình có thể tắt bằng cái công tắc phụ này. Đó, anh em nào khéo tay thì có thể độ con mạch cản này vào bên trong cái quạt luôn. Còn anh em nào mà không khéo tay thì anh em đấu như vậy nha, giúp mình nhá. Sau đó mình bảo vệ cái cụm này lại là ok, chứ điện đâu. Đó thì quạt sửa bên mình vẫn còn hàng anh em nhá. Đây. Mở hộp cho anh em xem. Hàng ở đây là mình test chứ còn hàng của nó là mới nguyên hộp này anh em này. Đây. Hàng mới nguyên hộp. Quạt sưởi công suất 600W. Điện 100V. Đó, đã hướng dẫn anh em cách lên điện 220. Hàng mới 100%, mở ra cho anh em xem. Đó, hàng Nhật mới nha anh em nha. Anh em thấy chưa? Sử dụng sưởi ấm rất tốt, có đảo gió. Rồi, mình báo giá luôn cho anh em này. Quạt sưởi giá của nó sẽ là 320.000 trên một cái. Còn cái mạch cản điện loại tốt đó, thì giá của nó sẽ là 80.000 một cái anh em nhé. Đây là mạch cản điện loại tốt này. Giá 80. Đó, anh em mua hàng thì về tự đấu như vậy nhé. Đấu đúng theo như mình đã hướng dẫn là có thể sử dụng được điện 220V. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm được ít kệ inox anh em nhé. Đây, hàng hôm nay thì có kệ góc và kệ góc và kệ chén nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em trước cái mẫu kệ góc này đi. Đó, hàng này thì tất cả đều là hàng 304, hàng đặc nhá. Đó, chất lượng rất là tốt. Mình test cho anh em. Đấy, anh em cầm cái kệ này nó rất là cứng. Tất cả đều bằng inox đặc. Kích thước của cái kệ này là 25. 25 x 25. Kệ góc này là 25 x 25. Chiều cao của nó là bao nhiêu? Chiều cao 38. Là gần 40 đó, gần 40. Đó, 25, vuông 25. Cái này thì nó có 3 cái 4 cái chân này. Anh em để ở trên bàn mặt bếp cũng được. Hoặc là thích treo thì treo, nó có khoan lỗ để anh em treo này. Phù hợp để làm kệ đựng gia vị hoặc là kệ nhà vệ sinh. Rồi. Con này thì giá là 220. Kệ góc. Bao hàng anh em nhá. Inox 304. Rồi, tiếp chuyển qua mẫu kệ chén đi mọi người. Kệ chén này thì cũng vậy anh em. Đó, nhưng mà nó con kệ này thì nó là kệ treo. Đó, kích thước của nó là dài 60 này, khỏi đo, em nhớ rồi. Dài 60, cao 40. Rộng 30. Đó, đây nó có những cái để anh em đựng đĩa này. Đựng đĩa ở đây nha. Còn ở dưới này thì nó sẽ có một cái dàn móc. Dàn này để treo dao kéo vải lau. Đó, hai tầng này thì anh em úp chén nha. Hàng rất là cứng, hàng đặc mà. Kệ úp chén inox giá là 550.000 cái. Rồi, chuyển luôn qua lô hàng chổi quét trần nhà. Chổi quét trần nhà kéo dài. Cái này thì hàng inox anh em nhá. Đây này. Cây này bằng inox và nó có thể kéo ra rất là dài. Kéo dài tới 2,5 m lận. Đó. Anh em thấy không? Rất là dài luôn. Đó, cao 2,5 m đây anh em này. Rồi, cắm cái cây chổi cho anh em xem. Chổi này thì nó cắm vào là xong nha. À, xoáy ren à. Xoáy ren ở đầu. Đó, phù hợp anh em vệ sinh nhà cửa dịp cuối năm. Đây, cái chổi này thì cái hay của nó là bên trong rồi nó có cái cây cái ống kẽm nha. Nó cuộn kẽm nên là nó mềm, anh em có thể bẻ uốn cong được. Bẻ đi mày. Đó, rồi, lau ở những cái góc hẹp. Rồi, test thử đi. Đó, anh em sử dụng để dọn dẹp nhà cửa thôi. Rồi. Giá của chổi lau trần nhà là 65.000 trên một cây.
Rồi, ok. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cái con máy hút bụi anh em nhá. Đến từ thương hiệu là Kaisavilla. Đó, con này thì nó xài điện 220. Công suất là 600W. Hàng mới nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện nhá. Đó, anh em mua về lắp ráp thì nó sẽ lên được nguyên con như vậy này. Dây của nó dài 3m. Công suất 600W. Đó, nó có một cái đầu chổi hút sàn, có bánh xe và một cái ống hút phụ nha. Đó, Mạnh test thử cho anh em. Đó, anh em cứ lắp lên bật công tắc là chạy thôi, cầm dài đó. Hút rất mạnh. Đó, máy hút rất mạnh nha anh em. Đó, anh em hút xong thì anh em tháo cái này ra này, bấm tháo cái này ra là để vệ sinh thôi, thay đổ bụi ra thôi. Rồi, hôm nay số lượng về thêm được vài chục con. Hôm trước rất là nhiều anh em hỏi mà hết hàng. Hôm nay anh em nào lấy thì liên hệ lại shop nhá. Giá là 450.000 bộ. Máy hút bụi xài điện 220 luôn, rất là tiện. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm pha LED anh em nhá. Pha LED Footlight. Hôm nay có thêm mấy cái loại công suất nhỏ hơn đó anh em. Đây này. Hôm nay có thêm cái hệ 30W này. 30W rồi 50W, 100W, 200W. Pha này thì anh em sử dụng ngoài trời nhá, chống nước, dùng để chiếu sáng sân vườn hoặc là lắp biển quảng cáo là rất ngon. Đây, đầu tiên con pha LED 30W trước này. Giá 90.000, mình đã ghi giá trên hình cho anh em nhá. Đó. Tất cả mình cam kết với anh em là vỏ bằng kim loại hết nhá. Vỏ của pha LED bằng kim loại và nó có một cái bát để anh em chỉnh được cái góc chiếu nhá, lưới ốc này. Đó, nó có cái bát bắt này. Rồi, test cho anh em đi. Đấu điện thì anh em cứ đấu vào hai dây màu xanh và màu nâu, bỏ dây màu vàng, mạnh cẩn thận nó giật đó. Cái dây te nó giật đó. Cắm điện chưa? Ừ. Anh em lưu ý là cái dây te này anh em phải cách điện nhá, hoặc là anh em cắt bỏ nó đi. Nó tê tê đấy. Đây dây te mà. Đây, con này 30W mà sáng cái này đây anh em. Rồi, ok. Ánh sáng trắng nhá. Rồi chuyển qua hệ đầu tiên là 30W này. Đây con này 50W này. Đó, nó cũng vậy thôi, mà nó công suất nó lớn hơn thì giá nó nhỉnh hơn thôi. Con 50W này thì giá sẽ là 140.000. Hôm trước anh em nào hỏi hàng 50W thì hôm nay có thể liên hệ lại rồi. Hôm nay về hàng rồi anh em. Cũng y như vậy, anh em cứ đấu hai màu dây, bỏ dây te đi là được. Đặt lên cho anh em thấy đã. Đó, cắm 50W. Đó, rất sáng, ánh sáng trắng luôn nhá. 50W giá 140. Tiếp theo chuyển qua hệ 100W. 100W đây anh em. 100W này thì giá của nó sẽ là 240.000 đồng một cái nhá. Đây, bảng rất là to. Còn 200W kia mới lớn nữa kìa. Đó, tùy theo công việc anh em có thể chọn những cái dòng công suất phù hợp. Ưu điểm của dòng này là LED thì nó rất là bền anh em nhá. Nó bền và nó rất là mát vì nó có tản nhiệt bằng nhôm. Cắm đi. 100W thì quá sáng rồi. Rồi. Ánh sáng trắng hết, lô này về ánh sáng trắng hết anh em. Rồi. Cuối cùng là con pha 200W, con này thì giá của nó sẽ là 520 nhá. 200W là siêu sáng rồi. Wow. Phù hợp anh em lắp nhà xưởng hoặc là sân vườn rộng. Hàng này chống nước 100% nhá. Tiêu chuẩn của nó là IP66 này. Mặt kính cường lực. Anh em để ngoài trời thoải mái, chỉ cần cách điện cái phần dây điện thôi. 200W thì quá là sáng rồi. Đó, anh em thấy chưa? Nhức mắt luôn. Rồi, rút đi mọi người. Rồi, anh em lấy mã nào thì liên hệ mình nhá. 200W giá 520.000 trên một bộ. Sản phẩm tiếp theo sẽ là LED sao băng anh em nha. Đèn LED sao băng. Giá rẻ cho anh em chơi Tết. Đó, hôm nay thì về được 4 màu anh em nha. Thanh này của mình nó là dài tới 0,8m nha anh em nha. Đó. Hàng này thì anh em gắn ngoài trời ok. Nó đúc vỏ bên ngoài chống nước. Đây này. Cái vỏ này thì nó đổ keo này. Vỏ này nó bằng mica nha, chứ không phải là bằng thủy tinh nha. Nên là nó vận chuyển nó khá an toàn. Đó, anh em để ngoài trời thì chỉ cần đổ keo cái phần bảo vệ cái phần dây điện thôi. Anh em nối dây điện, anh em
đổ keo cho nó kỹ là anh em có thể để ngoài trời được. Ngoài ra thì anh em có thể gắn ở dưới hành lang, dưới mái che thì càng tốt nhá. Đó, cây này thì nó có 4 màu như anh em thấy này. Hình như một cây này là nó chạy 4 màu luôn đó anh em. Một cây một màu. Mỗi cây một màu à? Đúng rồi, đây này, cây này màu xanh dương này. Tại để gần nhau nên nó không thấy rõ. Cây này màu xanh lá này. Cây này màu đỏ, cây này màu vàng. Cây này màu đỏ này, cây này màu màu vàng này. Đó, hiệu ứng sao băng nha. Anh em cứ cắm điện 220 vào là nó chạy như vậy đó. Rồi. Đèn sao băng cho anh em chơi Tết. Cây dài 0,8 mét nha. Giá chỉ có 40.000 đồng trên một thanh thôi anh em. 40k một cây. Đó, có nhiều màu, 4 màu cho anh em. Đèn ngủ pha lê tiếp tục có hàng anh em nha. Nay về thêm được mấy thùng nữa anh em này. Đó, con này thì công suất của nó rất là nhẹ, chỉ có 1W thôi. Sử dụng nguồn điện là 5V 2A. Thì sau khi mà mở cái hộp ra thì nó sẽ như vậy anh em nha. Sản phẩm sẽ có một cái đèn này, một cây cộng cáp sạc và một cái bộ điều khiển từ xa cho anh em nha. Đó, con này thì nó chất liệu của nó bằng nhựa giả pha lê thôi, nên là không có bể vỡ đâu anh em. Đây, kích thước nhỏ gọn như vậy này. Nó có hai cách sử dụng nha. Một là sử dụng điều khiển từ xa, hai là sử dụng cảm biến ở trên thân đèn này này. Đây. Đó, và nó đổi màu nhá. Cái này đang là màu đỏ này. À, nó tự động, nó đang tự động đổi màu cái chế độ của nó. Đây, chuyển sang màu đỏ này. Đó, chuyển màu này. Xanh lá. Xanh dương. Màu hồng. Màu cam. Màu xanh lá nữa, đó, nó có chuyển nhiều màu lắm nha. Đây, ngoài ra thì anh em có thể điều chỉnh màu ở trên cái remote này cũng vậy này. Vàng này. Đó. Có rất là nhiều màu sắc. Đó, ngoài ra thì có thể chỉnh được cả độ sáng nữa. Rồi các cái chế độ nữa, chớp này. Cái này là nó sẽ tự động đổi màu nha. Này là làm mờ này. Đó, anh em có thể tùy chỉnh rất là nhiều chế độ. Rồi. Để đầu giường làm đèn ngủ thì rất là đẹp. Giá của đèn ngủ pha lê này sẽ là 140.000 đồng trên bộ nha. Sau một thời gian rất là dài chờ đợi thì hôm nay nó mới có hàng đây. Đó, hàng này á là thắt lưng da bò thiệt anh em nhá. Đó, đây anh em nhìn cái chất liệu da bò này, nói chung da bò thiệt thì nhìn qua là biết ngay cái cạnh của nó, anh em nhìn anh em biết nó sẽ không giống như mấy cái hàng si đâu anh em. Đó, hàng này thì đầu đồng nhá, toàn bộ dây là sẽ là đầu đồng, đồng này là đồng thiệt anh em nhá, chứ không phải là đồng si nhá. Đó, rất là đẹp, hàng may hai lớp, đó, một hai lớp đều là da bò rất là dày. Cái này anh em sử dụng để lên đồ thì rất là đẹp luôn. Có màu màu nâu này, màu nâu này, màu vàng này. Đó, hai màu nhá. Đó, anh em thích lấy màu nào cũng được. Dây này thì cọng dây này thì nó sẽ dài là 1m2. 1m2 nhá anh em nhá. Đục lỗ sẵn rồi. Đó, anh em nào mà bụng chưa vừa thì anh em về anh em có thể đục thêm. Ở đây đã được đục lỗ sẵn đây, anh em nhìn cái sợi chất liệu của da bò này. Đó, nó rất là dày luôn, hai lớp da nó úp lại với nhau. Đó, cái này anh em sử dụng để lên đồ rất đẹp đây này. Đó. Cam kết cho anh em là hàng chuẩn da bò 100%. Anh em nhận hàng kiểm tra nếu không đúng da bò thì shop sẽ hoàn tiền và đền tiền cho anh em luôn nhá. Đó, và đầu của nó là chuẩn đầu đồng. Đó, siêu bền. Siêu bền, siêu đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi, giá 240.000 đồng trên một cọng. Những cái cọng thắt lưng da này mà anh em mua trong tiệm là giá nó phải 400 mà chưa chắc đã được hàng da bò thiệt anh em nhé. Cây lấy dấu tiếp tục có hàng nha anh em. Sử dụng lò xo trợ lực đây. Cây này chuyên sử dụng để lấy dấu trên các vật liệu như là sắt thép, nhôm đồng, gỗ nhựa. Đó, cây lấy dấu thì giá sẽ là 40.000 đồng trên một cây nhá.
bên shop mới về thêm được một cái lô quạt hàng đẹp anh em nhá. Đó, hôm trước thì hàng 950 thì nó hết rồi. Lô này thì nó đẹp hơn. Giá thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút anh em nhá. Đây. Đây có thêm vài chục cây hàng khá mới đó anh em. Đây quay cho anh em xem này. Đó, lô này thì nó đẹp hơn nhá. Đó, quạt này thì xài điện 100V. Công suất 150W, 3 tốc độ, có túp lăng đảo gió. Hàng của nội địa Nhật anh em nhá. Đó, cái này thì anh em nào có nhu cầu lên điện 220 thì có thể mình có thể cung cấp luôn cho biến áp cho anh em nhé. Hôm nay có về thêm cả biến áp. Con này xài cũng biến áp khoảng tầm 300W hoặc 400W là đẹp rồi. Quạt này thì nó cao lắm anh em. Đây này, con có thể chỉnh được điều cao, chỉnh được chiều cao luôn anh em. 513 anh em nhé, công suất 155W. Nó phải gần như là cái quạt công nghiệp khá là mạnh. Đó, ba chân này của nó thì có thể xếp gọn được nhá. Gấp lại, chụm lại. Mạnh thì gấp, gấp một cái chân cho anh em xem. Nghiêng lên gấp thử một chân thôi. Đó. Ừ đó, đó, anh em xếp gọn lại được nhá. Đó, để di chuyển. Rồi, chân của nó thì bằng sắt nhá. Đó, gọn. Rồi, ok. Quạt Nhật thì dây đồng 100% rồi, dây điện nguồn là zin hết nhá. Toàn bộ hàng zin. Không phải không bị cắt một miếng nào luôn. Rồi test thử tốc độ gió cho anh em đi. Bật công tắc lên. Quạt chạy êm lắm, bao êm luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đây, gió thổi này. Để quay xa xa cho anh em thấy. Quạt chạy rất êm. Đó. Thổi xa 4-5 mét luôn đó. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Rồi. Số 2 này. Số 1 này. Túp lăng này anh em đập xuống nhá. Đập xuống. Đó. Hàng đẹp anh em nhá. Hàng đẹp chạy êm, bao anh em chạy êm. Đầy đủ chức năng. Đó, giá là 1.1 triệu một cây. Hàng đẹp như mình quay video. Đó. Anh em nào mua hàng thì có thể liên hệ shop qua Zalo, sẽ chụp hình thực tế cho anh em và quay video test cho anh em trước. Và giá này thì mình sẽ miễn phí vận chuyển nhá, cho anh em chuyển khoản. Anh em nào ở thành phố thì có thể đến shop coi hàng trực tiếp và tự vận chuyển với giá là 1 triệu một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo sẽ là đèn búp, giá rẻ tiếp tục về thêm anh em nhá. Hôm nay có đầy đủ các thể loại như là 9W này, 30W và 60W nhá. Hôm trước thì về hơi ít, hôm nay có thêm hàng cho anh em. Rồi, đầu tiên giới thiệu anh em trước cái mẫu 9W đi. Đây, hộp của nó đây anh em, 9W. Anh em sử dụng làm bóng ngủ cũng được. Giá siêu rẻ luôn. Hàng ngon. Rồi, còn 9W xoáy vào cho anh em đi. Sử dụng đuôi E27 thông dụng nhá. Đó. Bóng 9W đây. Rồi. Ok, giá chỉ có 14.000 một bóng. Và anh em lưu ý là bóng 9W này thì sẽ ship từ 5 bóng nhá. 5 bóng là 70.000. 5 bóng 70k. Rồi, chuyển qua hệ 30W. Đây, 30W đây anh em. 30W này thì giá 45.000 đồng trên một bóng. Rồi, mình cứ xoáy cho anh em đi. 45k. Đó, rất sáng. Tiếp. Bóng lớn watt nhất là con 60W nha. 60W này thì quá khủng luôn. Siêu sáng. Siêu to. Đây. Rồi, rút cái đuôi nó có cái ấy. Đó, hàng rất là chất lượng, nó còn có cả cái chụp đuôi luôn. Lô này về chung nha anh em nha. Con này thì nó to lắm anh em. 60W lận mà. Đó, sáng rực luôn. Rồi, bóng 60W. Video này hạ nhiệt luôn, giảm giá cho anh em luôn, cuối năm rồi. 75.000 một bóng. Đó, anh em chỉ cần nhìn cái mức giá này là anh em biết là giá này nó rất là rẻ luôn anh em.
bình thường những cái bóng búp mà bóng led búp này này mà anh em mua ở ngoài cửa hàng mà bóng mà 60W bóng to như vậy là nó phải 150.000 một bóng, rẻ nhất cũng phải 130. Đây giá 75.000 một bóng là anh em biết là nó rẻ cỡ nào rồi. Mà hàng này chất lượng của nó rất là ngon nha. Rồi và cái mẫu giới thiệu anh em thêm cái mẫu đèn trang trí cuối năm nữa này, là con đèn đèn sen anh em nha, con đèn hào quang. Để em cắm điện cho anh em xem này. Con này sử dụng để trang trí gia tiên, ban thờ gia tiên rất đẹp. Đó anh em thấy chưa? Nó sử dụng một con động cơ giảm tốc ở bên trong này, nó quay cái bảng led nha. Và bên ngoài thì nó khắc các cái họa tiết hình bông sen rất là đẹp. Kích thước, đo kích thước cho anh em ảnh. Con này đường kính của nó hình như là 30 phân. 30cm. Đúng rồi anh em ơi, 30cm nha. Cắm điện 220V. Đèn thờ hình bông sen. Này giá của nó sẽ là 230.000 đồng trên một cái. Đèn hào quang nha. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cái mẫu sạc dự phòng hình chai bia đến từ thương hiệu Budweiser anh em nha. Cái này là hàng làm quà tặng của hãng anh em, hãng bia đó. Đó, lô này thì nó còn mới nguyên hộp luôn, em thấy không? Đó. Sản phẩm thì sẽ được tặng kèm thêm một cọng cáp để sạc. Đây. Nói chung là hàng này thì cái cục pin nó nhỏ nha, nên là anh em sẽ chỉ sử dụng được cho các cái thiết bị nhỏ thôi. Ví dụ như là đèn pin sử dụng để chạy đèn này, hay là chạy những cái con quạt sạc này, hoặc là sạc những cái con điện thoại mà dung lượng nhỏ thôi. Chứ còn cái cục sạc dự phòng mà nhỏ xíu như thế này mà anh em sạc smartphone là chắc chắn là không được rồi. Đó. Hàng thì mới, còn dung lượng thì mình không biết là nó được nhiều hay được ít nhá. Mình chỉ bao anh em là con này nó vẫn sạc vô bình thường. Sạc của mình đã xài thử thấy cũng khá là ok. Đây. Anh em cắm sạc cho nó này. Rồi, cắm qua bộ cục sạc điện thoại hoặc là qua những cái cổng USB 5V. Đó, anh em cắm vào thì nó sẽ báo sạc. Anh em thấy không? Thấy rõ không ta? Rồi đây, cắm vào nó sẽ có báo cái đỏ đèn ở phía sau này. Đó. Ok nhá. Thì ở đây nó sẽ có một cổng sạc vào và một cổng sạc ra. Cổng này anh em sử dụng sạc ra cho các thiết bị này. Đó, rất đẹp. Đây nó có dập nổi những cái chữ của hãng bia Budweiser nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, anh em có thể sử dụng để trưng bày. Cái này nó bằng cao su nhá. Mềm. Bọc cao su bên ngoài. Anh em có thể sử dụng để trưng bày hoặc là sử dụng các cái thiết bị sạc cho các thiết bị nhỏ cũng được. Giá thì siêu rẻ luôn anh em. 40.000 đồng một cái. Sạc dự phòng chai bia nha anh em nha. Mini. Đó, hàng thì nó mới nguyên như vậy anh em này. Còn nguyên hộp như vậy. Con led nhỏ để anh em gắn vào cánh cửa này, gắn vào các cái vị trí mà anh em cần chiếu sáng khẩn cấp. Tiện lợi nha. Cái này thì nó dùng để gắn vào các cái tủ quần áo này, tủ bếp, hộc kéo hoặc là thùng xe tải. Ánh sáng nhỏ nhưng mà nó tiện lắm, nó xài pin anh em này. Đây, sản phẩm thì nó sẽ tặng kèm theo cho anh em một cục pin này. Pin này thì pin điều khiển thôi, thông dụng. Đây, anh em sử dụng thì đơn giản này thôi, tháo ra. Ở đây nó có một cái bát để anh em bắt vào các cái cánh vị trí cánh cửa này. Pin thì anh em lưu ý là gắn đúng chiều nhá, nó mới sáng. Đó, anh em gắn pin là nó đã sáng rồi. Đó, ở đây nó sẽ có một cái công tắc này. Đó, có nghĩa là khi mà anh em đóng cánh cửa vào á, là nó sẽ đè vào cái công tắc này, là đèn sẽ tự động tắt. Và khi anh em mở cửa ra thì nó sẽ tự động nó sáng lên. Đó, chiếu sáng. Thế này thôi chứ nếu mà ở trong tủ nó tối là nhìn cũng rất là rõ rồi anh em. Rất là sáng ấy, tiện lợi. Mà cái ánh sáng như vậy là nó sẽ không có hao pin anh em nha. Đèn led nhỏ mà. Rồi, đèn này thì giá sẽ là 15.000 đồng, 15k nha anh em nha, trên một cái. Đó, anh em gắn vào các cái cánh cửa thì anh em mua một cặp, anh em gắn một tủ, anh em gắn một cặp là nó rất là sáng. Pha led pin sạc năng lượng mặt trời, còn vài thùng hôm nay giảm giá cho anh em hết luôn nha. Còn vài chục bộ thôi anh em ạ. Đó, con này thì nó sẽ là con pha led siêu sáng, sử dụng năng lượng mặt trời. Anh em sử dụng để đó, em thấy không, mở ra nó đã sạc rồi đây này.
có thêm cáp sạc cho anh em nhé, có thể sử dụng làm sạc điện thoại cũng được, rất là đa năng luôn. Bật thử đi, quái sáng lắm, hai màu, ba màu luôn. Đó, con này thì nó có nhiều chế độ nhá, có cả đèn cảnh báo luôn. Ở đây, test thử cho anh em xem này. Đây, đằng sau này nó sẽ là cái tấm pin của nó anh em nhá. Đó, và nó có một cái tay cầm bằng nhựa này để anh em có thể điều chỉnh được cái góc độ chiếu sáng. Bật công tắc này. Đó, anh em thấy chưa? Đó, rất là sáng luôn. Đổi màu này. Nhấn cái nữa đổi màu này, ánh sáng vàng. Đó, ánh sáng màu xanh. Ba màu sáng nhá. Rồi độ sáng yếu, độ sáng mạnh là chỉnh ở đây này. Đây, cái này là chớp này. Chớp cảnh báo. Rồi. Giá cũ là 420. Giá ở video này giảm cho anh em là 390 nhá. Đó. Một số sản phẩm cũ thì sẽ có mức giá giảm ở trong những cái video sau, nên là anh em cố gắng cập nhật cái mức giá mới nhất nhá. Đèn pha năng lượng mặt trời 390 một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục có hàng điện thoại smartphone, hàng tồn kho của siêu thị anh em nhá. Nói chung là hàng thì vẫn như lô Oppo thôi. Hàng này nó là hàng bỏ mẫu siêu thị. Còn tình trạng của nó là còn 99%. Đây, anh em thấy không? Ở đây là nó có một cái lớp dán keo này, mặt trước thì dán màn hình này. Đó, cái này mà lột ra một cái là nó rất mới. Đó, con này anh em thấy không? Lột ra là mới lắm. Con này thì thương hiệu của nó là Vivo nhá. Được bán rộng rãi trong các cái siêu thị như là FPT, Thế Di Động là bán rộng rãi đó anh em. Mẫu này thì check giá ở trên FPT thì lúc trước nó bán là 5,5 triệu đó. Đó, hàng này thì ngoại hình 99, bao anh em test mọi chức năng. Xài test ok luôn. RAM của con này là 4GB anh em nhá. Đây, máy ảnh này. Đó, anh em thấy chưa? Máy ảnh rất là nét luôn. Đó. Rồi. Giá thanh lý sẽ là 1,7 triệu anh em nhá. Miễn ship. Đó, sẽ nhận chuyển khoản hoặc là đặt cọc anh em nhá. 1,7 triệu. Hàng hóa bán ra thì sẽ bao anh em test mọi chức năng. Đó, giá quá rẻ luôn. 1,7 triệu. Bây giờ anh em mua hàng smartphone là anh em chỉ mua được những cái con gọi là đời cao hơn cùi bắp tí thôi. Còn với cái mức giá này là anh em mua được con smartphone cấu hình cao như thế này là khá ngon rồi. Đầy đủ sạc cho anh em nhá. Đây, phụ kiện của nó đây, còn mới nguyên. Trong này anh em sẽ có cái hộp sạc hay là sạc của nó đây này. Đó. Số lượng mình có khoảng chỗ này khoảng mười mấy cái. Anh em nó chốt thì liên hệ nhá. Cuộn dây điện đúc về thêm cho anh em sử dụng để ăn lẩu cuối năm này. Là siêu tải luôn nha. Đây, siêu bền, tải siêu khỏe anh em nhá. Đó, cuộn này thì đúc toàn bộ bằng cao su anh em thấy không? Đây là dây điện nó đúc liền ở bên trong này. Ở đây có một cái móc treo, bao anh em hàng anh em cắm bếp từ, cắm bếp hồng ngoại các kiểu nhá. Đó, nó rất là gọn đây này, chống nước và chống va đập. Đó, mạnh thử test thử anh em đây này. Hàng nó bằng cao su nên là nó chịu được rất là tốt nhá. Cả ổ, cả phích cũng đều như vậy này. Đó, và cái chân cắm này của nó thì cắm rất chặt. Mình thử lấy cái phích này cắm vào cho anh em xem. Đó, cắm nó khá là chặt nhá, nó không bị lỏng lẻo. Đó, anh em có thể sử dụng để đi công trình hoặc là đi công trình hoặc là sử dụng để cắm bếp lẩu ok luôn. Đó, dây này của nó thì sẽ là dây 2.5. Đây này, anh em thấy không? Dây nó ghi trên thông số đây là 2.5. 2.5 này thì anh em tải cỡ khoảng tầm 4000W là thoải mái nhá. Cuộn này thì nó dài 5m, nó nhỏ gọn nhưng mà chịu lực trâu bò. Có 3 loại nhá. Đó, cuộn 5m này. Cuộn 5m này thì giá của nó sẽ là 200.000 cuộn luôn nhá. 200.000. Mình báo giá bằng miệng luôn nhá. Cuộn 5m là giá 200 này, cuộn 10m là giá 209. Cuộn 10m, 15m là giá 370. Đó thì nó có 3 loại như vậy. Anh em muốn lấy kích thước bao nhiêu cũng được. 200 này, 209 và 370. Tương ứng với lại 5m, 10m và 15m. Dây điện thì nó cũng y như nhau thôi, nó chỉ khác cái chiều dài của dây. Dây điện ổ cắm, phích cắm là đúc liền. Đèn sạc chân pin Makita.
anh em nhá. Đó, hôm nay thì theo nhiều nhu cầu của anh em thì bên shop về luôn cả pin này. Pin này nó là pin chuyên dùng cho đèn sạc và quạt sạc nhá. Đó, anh em lưu ý là pin này thì anh em xài không xài được cho các loại máy khoan, máy cắt, bởi vì là nó đóng cái cell pin dòng xả thấp. Đó, nó pin ngon nhưng mà nó không có cái dòng xả của nó không cao. Nên là anh em cắm máy khoan, máy cắt, những cái thiết bị công suất lớn đó thì nó không tải được. Nhưng mà anh em xài quạt, máy xài đèn đó, thì nó rất là trâu bò. Đó, một cục này anh em xài đèn led đó, là có thể xài mười mấy tiếng liên tục luôn anh em nhá. Đó, hôm nay thì cung cấp cho anh em đủ bộ đây. Con này thì chân của nó sẽ là chân Makita này. Đó, pha led của nó đây, rất là sáng, siêu sáng luôn. Đó, anh em nào mà có pin rồi thì khỏi cần lấy cũng được. Anh em xài pin 18V nhá, hoặc là 14V là nó đều sáng nhá. Rồi, mạnh lắp vào em test cho anh em cái. Đó, anh em thấy không? Sáng rực. Đây này, công tắc tắt mở này, rất là đẹp. Đó, như thế này. Sáng lắm. Đây, chiếu xa cho anh em xem này, ban ngày nhá. Ngoài ban đêm là siêu sáng luôn, anh em thấy chưa? Đó. Sáng rực luôn. Rất là sáng luôn anh em. Đó, cái này anh em sử dụng lúc cúp điện là rất ok. Cục pin này anh em sử dụng liên tục là trên 10 tiếng nhá. Rồi, anh em nào có pin rồi thì có thể chỉ mua cái thân đèn thôi cũng được, rất tiện. Rồi, rút pin ra đi, đây, bóp cái này xuống. Ừ. Rút ngược về. Rồi, ok. Ghi lên đây luôn đi mạnh nhá. Đèn pin chân Makita mình đang bán ra bao nhiêu ta? 180.000 một cái nha anh em nhá. 180k. Rồi. Cái cục pin và sạc luôn nhá. Pin và sạc thì giá của nó sẽ là 280.000 một bộ. Banh nhíp y tế. Hôm nay còn lại một ít, xả hàng hết hàng luôn anh em nhá. Giá là bán một lần là 100.000, anh em sẽ được nửa ký anh em nhá. Đó, anh em nào lấy thì mình bán tối thiểu là nửa ký nhá. Đó, chứ không bán một hai cái anh em nhá. Vì cái này hàng cân ký mà anh em, giá rẻ. Đây, hàng này thì tất cả của nó là made in Germany hết anh em nhá. Và chất liệu của nó là inox. Đó, nên là nó sẽ không bao giờ bị rỉ sét luôn. Đây, cái banh này của nó thì nó có răng này. Anh em sử dụng để kẹp đồ, kẹp hóa chất, kẹp linh kiện, hoặc là gắp những cái linh kiện ở trong những cái chi tiết nhỏ thì rất là ok. Còn nhíp đây, nhíp thì cũng vậy, inox hết anh em. Đây này, đó, xài được rất là nhiều việc. Đó, hôm nay thì giảm, lúc trước là nửa ký là 120, hôm nay tính anh em là nửa ký là 100 thôi, 100.000 nửa ký. Đây, cân thử nửa ký cho anh em này, chỗ này là nửa ký nhá. Anh em sẽ được hai cái banh này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, gần 20 món anh em nhá. Tính ra nó rất là rẻ luôn anh em, gần 20 món linh kiện này mà có 100.000 à. Đó, anh em lấy về xài. Quạt pin hôm nay về hàng nha anh em nha. Quạt gấp xài pin. Đó, lô trước thì nó không có pin, tức là nó xài USB. Còn lô này thì tiện hơn, anh em sử dụng cơ động hơn, giá tốt luôn. Hàng ngon. Rồi, mở hộp cho anh em xem. Đây, đây là cái quạt này. Có cáp sạc này. Đó, quạt đây, quạt gấp gọn. Đó, khá là lớn nha. Cái đường kính của cái kính quạt này á, là 17cm. Khỏi cần đo, mình đo bán nhiều video này, 17cm. Rồi mở quạt đi. Đó, quạt này thì có thể điều chỉnh được chiều cao và gấp rất là gọn. Chỉnh được chiều cao, rút lên rút xuống này, anh em thấy chưa. Đó, bên trong này có pin nha. Và có một cái gác điện thoại nằm đây. Anh em có thể vừa gác điện thoại xem điện thoại mà vừa quạt mát để bàn. Rồi cái góc độ mà quạt này nó cũng có thể chỉnh được. Anh em thấy không? Cụp lên, cụp xuống. Đó, các kiểu luôn. Rất là đẹp. Rồi, bật công tắc cho anh em xem. 3 tốc độ nha. Đây là tốc độ 1, đã rất là mát rồi. Tốc độ 2 mạnh hơn. Tốc độ 3. Đó, tốc độ 3 này là anh em ngồi cách khoảng tầm 1 mét cũng mát nữa. Rất là mát luôn. Đó, anh em thấy chưa? Tất nhiên là với một cái quạt mini như thế này thì nó không thể nào mà nó mạnh vào những cái cây quạt nhà được. Nhưng mà ở cái mức độ mà quạt nhỏ thế này là khá là mát rồi. Chữa cháy hoặc là sử dụng ở bên ngoài thì rất ngon. Rồi tắt, phát nữa là tắt. Rồi cắm sạc đây.
cắm sạc ở đâu ta? Ở dưới đáy à? Đây, bên hông. À, bên hông à? Ở đây, cổng sạc đây anh em. Cắm sạc cho anh em xem luôn. Sạc điện thoại nhá, anh em cắm vào USB là sạc thôi. Đó, báo đèn không? Có báo đèn nhá, có báo đèn sạc, anh em thấy chưa? Rồi, cấp lại đi Mạnh. Quá ngon luôn, đây. Cắm sạc gấp gọn này. Ở đằng sau này anh em có thể thấy là nó có một cái khay pin. Nó xài cái cục pin cell 1865 á anh em. Đó nên anh em nào mà cần dự phòng thì kiếm thêm mấy cục pin nữa lắp vào đây xài thôi. Khi hết pin thì thay pin. Nói chung quạt này mà anh em xài một cục pin thôi nó cũng phải được mấy tiếng rồi. Quạt nhỏ mà. Rồi báo giá anh em đi. 130.000 một bộ. Thiết bị vệ sinh. Hàng chất lượng cao cấp. Inox bóng anh em nhá. Đó, hôm nay thì về được ở đây anh em có thấy là có 4-5 loại gì đó. À hình như có cả con hút sàn nữa mọi người. Mình lấy cho em thêm một con hút sàn qua đây. Để anh em giới thiệu cho anh em trước mấy mẫu này. Này có cả hút sàn nữa nha. Đây. Đầu tiên thì sẽ là cái mẫu đổi góc cho nó sáng. Đầu tiên thì sẽ là cái mẫu vòi Rumine anh em nhá. Vòi Rumine thì con này nó đúc bằng đồng nguyên con. Đồng nguyên con và nó mạ chrome. Đây, cho anh em xem ở góc này cho anh em thấy đẹp. Mạ chrome bóng rất là đẹp nha. Đó anh em thấy không? Gạt rất là nhẹ nhàng luôn. Mạnh thử gạt cho anh em xem. Để tăng độ sáng lên xíu đã. Nó hơi tối. Đấy. Rồi. Đó anh em thấy chưa? Cực kỳ đẹp. Rồi mẫu này thì ren 21 nhá. Ren 21 anh em về lắp sân vườn hoặc lắp toilet đều ok. Báo giá luôn anh em đi, 100.000 cái. Tất cả thiết bị vệ sinh này thì anh em lấy số lượng thì mình có thể mình sẽ giảm thêm nhá. Đó, cái này giá 100 này. Hàng nặng lắm anh em ạ. Qua mẫu vòi xịt vệ sinh. Đây, vòi xịt vệ sinh này. Vòi xịt vệ sinh thì anh em sẽ có gác này. Gác này thì bằng nhựa xi nha anh em nhá. Đó, cái nào chất liệu như thế nào mình sẽ nói đúng như vậy. Thân vòi thì đúc bằng inox nhưng mà rất là dày, cực kỳ nặng tay, đầm tay. Đầu thì bên trong ti nó bằng đồng, Mạnh xoáy cho em đi. Bạn này là bạn cao cấp anh em nhá. Xoáy đầu ra cho anh em xem cái đầu. Đó, anh em thấy chưa? Đầu bên trong nó bằng ti bằng đồng và rất là dày. Nguyên cục. Bóp rất là nhẹ tay. Rồi lắp lại đi Mạnh. Vòi vệ sinh này thì mình bán nguyên bộ nhá. Bán cả dây cả gác cho anh em luôn. Mua về là xài. Rồi mở dây ra cho anh em xem dây luôn. Đẹp lắm. Đó, chi tiết cho anh em luôn. Đây anh em có thể thấy dây của nó này. Đó, dây bố. Chống cặp. Chống áp lực cao, chịu áp lực cao. Rồi ok. Rồi nguyên bộ vòi vệ sinh. Giá 190. Giá quá tốt luôn em nhá. Hàng xịn. Anh em mua nguyên lô thiết bị bóng này về lắp rất là đẹp luôn. Bộ này giá 190 là bao gồm dây, gác các thứ đầy đủ nhá. Rồi chuyển qua mẫu sen đây. Sen thì củ sen đây nhá. Củ sen đúc rất là nặng. Anh em thấy chưa? Đó, cực kỳ chất lượng. Nóng nặng hai đường nhá. Đó, vít cầm rất là nặng tay, củ này nó phải nặng hơn 1 kg nhá. Đấy, nó có đi kèm theo sẽ có khớp dép cho anh em luôn. Cái khớp dép này thì để anh em bắt vào tường anh em chỉnh được cái độ sai số của nó. Đó, chỉnh lên chỉnh xuống được anh em. Đó. Rồi, bộ củ sen sẽ là có 22 cái bit nữa anh em nhá. Đây này. Đó, đủ bộ luôn. Bằng inox luôn để anh em bít vào tường như này này. Đẹp lắm. Giá là 480 à. Bộ củ sen này là giá 480 nhá. Đó. Rồi. Tay sen. Tay sen này thì chất liệu của nó là nhựa ABS anh em nhá, chỉnh tia được. Đó, tay sen này thì bán đủ bộ cho anh em luôn, là dây này, gác này. Dây của nó thì y như dây của cái vòi vệ sinh rồi, chung lô anh em nhá, nên nó rất là xịn. Rồi, nguyên bộ này là 130 Mạnh ghi giá này. Giá quá tốt luôn đấy chứ. 130 là tay sen này, dây sen này, gác sen này nhá.
Rồi. Và cái mẫu cuối cùng là mẫu vòi lavabo. Đây. Hàng này hàng chất lượng nha, toàn bộ chân của nó bằng đồng hết anh em này. Đó, và con này thì lóng lạnh hai đường. Đây nó có thêm một cặp dây lóng lạnh. Anh em nha. Đó, và cái hay nhất của con lavabo này á là nó chỉnh được cái góc này. Mạnh giữ chắc em để em bẻ. Anh em thấy không? Đó, nó chỉnh được cái góc xoay. Đó, anh em có thể rửa mặt được luôn. Đây này, xoay này. Quá đẹp luôn. Đó, ok nhá. Rồi, mẫu này thì giá 350k. Hai đường lóng lạnh, anh em lắp một đường lạnh thì anh em chập hai cái dây này vào cái chữ T là một đường thôi, đi một đường cũng được. Rồi. Đó, tất cả thiết bị này của mình là cam kết bán rẻ hơn với thị trường khoảng 50%. Anh em cứ đi check giá trước khi đặt hàng. Check giá hàng đúng như vậy mà anh em quay lại anh em đặt hàng nhá. À còn mẫu này nữa hả? Mẫu hút sàn nữa anh em, quên. Mẫu này là về được bao nhiêu là hết bấy nhiêu này, bởi vì nó quá xịn. Cái cối của nó bằng đồng này. Cái cối này là cái cối một chiều, tức là nó ngăn mùi hôi. Ngăn mùi hôi, ngăn côn trùng từ dưới cống bò lên nhá. Đó, hay còn gọi là cái nắp cống đó. Đây. Còn đây là cái miệng của nó. Cái này 12 phân đúng không? 12. Vuông 12 phân nhá. Đó. Tam cấp. Đây nó có một cái khớp nào đó để nó dỡ lên đó. Một tay hơi khó làm. Đấy anh em thấy chưa? Đó. Đây anh em thấy này. Inox 304 đúc nguyên con phay CNC. Cực kỳ VIP. Anh em thấy chưa? Cái này thì nó làm bậc tam cấp. Anh em lắp ống 60, 90 gì 100 cũng vừa luôn. Rồi lắp cái cối cho mày. Đẹp lắm. Đó rồi anh em ném này lên. Tới cái lọc rác này. Rồi tới cái miếng cuối cùng này. Đó bộ này anh em xài thì sẽ rất là bền. Nó chưa xuống khớp. Nó có cái khớp của nó. Nó có cái khớp của nó là nó xuống. Ok chưa? Đó rất đẹp. Anh em thấy không? Bộ thoát sàn ngăn mùi hôi và chống côn trùng, lọc rác, rất là nhiều chức năng. Giá là 250.000 một bộ nha. Hàng inox siêu dày 250. Rồi ok anh em. Đây là dòng sen cây phím đàn, cực kỳ đẹp. Sơn nano xám nha. Đa phần chất liệu của nó là đồng và một vài cái thì bằng nhựa. Nhưng mà nhựa của nó là nhựa xịn. Nhưng mà đa phần chính của nó là bằng đồng nhá. Đây, nguyên bộ lắp lên thì như này. Bát sen thì anh em có thể điều chỉnh được. Mạnh chỉnh bát sen cho anh em xem. Đó, nó có ốc đó anh em. Anh em hạ ốc là nó chỉnh nhá, chỉnh góc. Đó, để thẳng lại đi. Để ngay lại đi, để ngay ngay lại. Cho ngay lại, rồi ok, đó. Thì một bộ này là nó sẽ, anh em sẽ có đầy đủ phụ kiện. Nó nằm trong cái thùng như thế này này. Đó, sau khi lắp ráp lên thì nó sẽ như vậy. Đây, mình sẽ view kỹ cho anh em xem nhá. Toàn bộ phần ống này của nó này là bằng đồng nhá. Ống là bằng đồng. Phần bát sen là bằng nhựa ABS anh em nhá. Phần tay sen này cũng bằng nhựa ABS. Chỉnh được này. Bộ này là bộ cao cấp nha, chỉnh tia được. Cái này là tăng chỉnh cũng bằng đồng này, tăng chỉnh chiều cao này. Đó, ở đằng sau này thì nó sẽ có thêm một cái con ốc. Cái này thì anh em dùng để anh em cố định gá nó vô tường nhá. Đây này, nó có cái phụ kiện kèm theo này. Để gá nó vô tường. Còn đây là cái phần khớp dép để anh em bắt cái củ sen. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái củ sen. Đây, củ sen này thì chất liệu của nguyên cái củ này là nó đúc bằng đồng luôn, anh em có thể thấy. Đó, ốc của nó cũng bằng đồng hết nhá. Đó, rồi, xoay mặt trước. Đây. Phím bấm này, anh em thấy chưa? Đó, quay kỹ cho anh em luôn. Cực kỳ chất lượng, phím bấm mình bấm cho anh em xem thử nhá. Bấm này, cạch này. Nặng lắm, củ này nó phải nặng cỡ khoảng hơn 1,5 kg thôi anh em. 1,5 kg. Đó, còn cái này là chỉnh lóng lạnh này. Đó. Đường này là đường nóng lạnh anh em nhá. Anh em gạt lên này. Chỉnh nước lạnh, nóng lạnh ở cái này. Đó, hai đường này nóng lạnh nó sẽ dẫn qua đây. Đó, còn đây là công tắc bật vòi xịt vệ sinh. Công tắc này là sẽ bật cho vòi sen phụ. Công tắc này là bát sen chính. Còn một cái nữa là cái này là cái vòi xả ở dưới. Ở đây nó sẽ có, ở dưới này nó sẽ có một cái vòi xả nhá. Đó. Đây. Mạnh gác lên đây cho em để mở ra cho anh em xem. Cái một vài cái chi tiết. View chi tiết cho anh em. Đây, ví dụ như đây là cái đầu vòi xịt vệ sinh của nó này. Nó có dây lò xo xoắn như thế này, rất là đẹp.
Rồi cầm cầm cho em để em mở ra cho anh em xem. Cái này mình quay đứng màn hình để anh em thấy được cái chiều cao nha, chứ không phải là cái video nó thế mà mình cố tình mình quay đứng để cho cái chiều cao nó ấy. Đây, anh em có thể thấy là chất lượng của cái đầu vòi xịt vệ sinh này. Quá đẹp luôn. Ti đồng anh em nha. Thân này của nó cũng đúc bằng đồng, cực kỳ nặng, cực kỳ chất lượng. Đó, ngon chưa? Bộ này lắp lên phòng tắm toilet thì quá đẹp luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy xuyên qua cái kẽ này của nó này, rất là dày. Phím bấm thì nghe tiếng kêu là anh em biết là hàng ok rồi. Đó, hàng này là hàng cao cấp anh em nha. Củ bằng đồng, thân bằng đồng. Đó, dây của nó cũng là dây, tất cả các loại dây của nó đều là dây chống nóng, chống đứt, dây xịn hết. Đó, phụ kiện kèm theo anh em sẽ có thêm cây mớ này, khớp dép để anh em bắt vào hai cái bát này nữa. Đây, quay lại tổng thể cho anh em xem và sẽ cho anh em xem cái video test thực tế nhá. Đẹp lắm. Bộ này nó cao lắm anh em, cao hơn người luôn ấy. Mà còn chỉnh lên được nữa. Rồi, ok. Mẫu này anh em cứ ra ngoài showroom hoặc là anh em check giá xem cây phím đàn đồng thau ở trên internet nhá, là mình cam kết anh em là không có cái giá mà dưới 4 triệu đâu. Mà cái lô hàng này của mình thì là hàng thanh lý nên là nó mới rẻ như vậy. Giá là 1.950.000 và sẽ miễn ship cho các anh em chuyển khoản nhá. Và hàng này thì mình sẽ chỉ nhận chuyển khoản thôi, số lượng ít không có nhiều. Đóng hàng nó vất vả lắm anh em, bởi vì cái hàng này cái thùng nó cồng kềnh. Đó, bộ này anh em về lắp vào toilet thì quá đẳng cấp luôn. Mạnh thì đưa nó lên cái chỗ bức tường nó. Ở đây nhìn nó chưa rõ, cao lên nữa. Đó, anh em thấy chưa? Đây, anh em lên toilet là nó sẽ như vậy này. Đẹp lắm. Có vòi xịt vệ sinh cầm xịt luôn. Vừa sen cây vừa vòi xịt vệ sinh. Rồi, ok, anh em nào lấy thì liên hệ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là hôm nay shop về cái mẫu led mới anh em nhá. Led này nó gọi là led giọt lệ, led chạy, led đuổi đó. Chuyên sử dụng để anh em trang trí các cái biển quảng cáo hoặc là anh em trang trí các cái vị trí sân vườn hoặc là anh em decor nhà cửa. Cái led này cực kỳ đẹp luôn. Mà giá tốt, chất lượng, chống nước nữa. Cái này anh em thả xuống nước nó cũng hoạt động nha. Đây này. Một cái cuộn led như vậy á, là nó dài 10 mét. Dài 10 mét nha. Đây, cho anh em xem cái chất lượng của led. Led này thì nó sẽ có 3 dây. Toàn bộ nó đúc rồi. Nó đúc kín, đúc liền hết kín nước. Đây, một cuộn này là dài 10 mét. Anh em kéo dài thoải mái luôn á. Con này thì nó sẽ có app nha. Anh em tải app hoặc là sử dụng qua bộ điều khiển từ xa đều ok. Đó, anh em nào mà không rành về điện thoại thì anh em cứ dùng bộ điều khiển này. Đó, nó có rất là nhiều chế độ, nó có cả cảm biến theo nhạc này, cảm biến âm thanh. Còn anh em nào mà rành về điện thoại thì anh em tải cái app này của nó về. Đây này, có app đây này. Trong này thì sẽ có hướng dẫn sử dụng cho anh em nha. Có hướng dẫn sử dụng cách cài app nào là trong này nó có hết. Đây này, nó có mã QR rồi tên của app ở đây này. Đó. Và hàng này thì anh em nhúng nước thoải mái nha. Đây này, mình sẽ test nước cho anh em luôn. Cứ cắm led rồi đi cả. Cắm qua nguồn điện USB thôi nha. Đây này, thả vô chậu nước cho anh em xem luôn. Đẹp lắm, bình thường anh em để ở các cái chế độ chớp mà nó đã đẹp rồi. Đó, thả cả cuộn luôn. Anh em thấy chưa? Dây dài 10 mét nha, nhiều chế độ chạy đuổi. Đây, anh em cứ dùng điều khiển anh em cài thôi. Anh em có thể đồng bộ hai bộ với nhau nha. Đổi màu này. Đây. À đây, anh em điều khiển thì anh em phải hướng về cái mắt này nhá. Đó, màu này. Đẹp, tuyệt vời luôn. Nhiều màu, nhiều chế độ. Đó, anh em thấy chưa? Đuổi này. Đó, đuổi rồi chớp, chạy các kiểu. Cái này là cảm biến, anh em muốn chỉnh độ nhạy của cảm biến đập á. Nó có cảm biến á, thì anh em phải tải app, anh em mới chỉnh được cái độ nhạy của cảm biến. Auto này, tự động này. Đó, con này thì nếu mà cài app vào thì nó sẽ rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Chống nước tuyệt đối, anh em gắn ngoài trời thoải mái nhé. Nét đuổi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái video mình test thực tế nó vào ban đêm nhé. Bởi vì cái này nó dài 10 mét, phải duỗi thẳng ra thì nhìn nó mới, cái hiệu ứng nó mới đẹp. Còn để trong cuộn như vậy thì nó chạy lòng vòng đây mình khó thấy. Mình sẽ cho anh em xem video test thực tế vào ban đêm.
giá của led đuổi này, led đuổi dài 10 mét ngoài trời là 140.000 đồng trên một bộ, trên một cuộn nhá, dài 10 mét. Anh em có thể đồng bộ được hai cuộn lại với nhau. Nồi chiên không dầu anh em ơi, cuối năm rồi, anh em lấy về nướng gà nướng thịt cuối năm to lắm anh em. Đây, bản này nó là bản 8 lít 1500W nha anh em nha. Thương hiệu là Camen. Mở hộp luôn đi mạnh. Hàng ngon giá ok cho anh em để xài. Đó. Đây này. Anh em nướng gà, nướng khoai tây, nướng cá, nướng thịt thì ok hết nha. Đây, bên trong thì như thế này. Anh em sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đó, nói chung khá dễ xài thôi. Một cái mâm, một cái mâm nướng. Rồi, hàng đóng hộp xốp cẩn thận cho anh em. Đây, cái nồi bên trong đây. Nồi này nướng được nguyên con gà anh em nhá, 8 lít nữa mà. Đó. Đây, đó, anh em thấy chưa. Rồi, mạnh mở khay ra cho anh em đi. Đó, ở đây có cái tem dán này, hơi khó mở. Đó, cái này anh em bỏ vào trong. Thôi cứ bỏ. Rất dễ xài thôi anh em. Ở đây nó có hai cái núm, một cái là để hẹn giờ, một cái là để chỉnh nhiệt độ vậy thôi. Đó, cái này anh em bỏ đồ ăn vào đây rồi anh em đút vào, anh em cắm điện rồi anh em chỉnh nhiệt độ lên anh em nướng thôi. Rồi, nồi chiên không dầu thì giá cực tốt cho anh em luôn. 690.000 một cái, miễn phí ship cho anh em chuyển khoản nhá. Hàng này anh em vào siêu thị mua thì nó phải 1.2-1.3 cơ. Máy hút bụi pin nội địa Nhật đến từ thương hiệu Đi Sơn. Đó, cái đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, nói chung là trong cái ngành sản xuất các cái dòng máy hút bụi thì cái thương hiệu này nó quá nổi tiếng rồi. Đủ phụ kiện, gần như là đủ phụ kiện nhá. Đây, có cả sạc luôn này. Máy rồi ống nối dài. Số lượng hôm nay thì bên mình có khoảng 100 bộ nhá. Đó, 100 bộ. Tình trạng là đẹp đều giống nhau. Và máy này thì công suất của nó là 200W nhé. Công suất của máy là 200W. Mở cho em cái này ra để em xem cái thông số. Cái đầu này. Đó. Đây. Đây là cái màng lọc của nó nhé. Pin này. Đây là pin của nó này em này. Đó. Máy này nó sử dụng pin là 22V. Pin này thì còn hoạt động tốt nhé. Lắp lại cho anh này. Rồi, bây giờ mình test máy cho anh em luôn. Rồi, hút thử luôn. Rất mạnh nha anh em nha. Đó, nó hút cả giấy luôn đó. Đó, máy hút rất mạnh. Rồi, cái này thì anh em có thể sử dụng dài nguyên cây như vậy để đứng hút, hoặc là anh em tháo cái ống dài ra được nhá. Tháo cái ống này ra. Đó, anh em nhấn cái này này. Nhấn cái này là tháo nhá, để làm nó ngắn lại. Rồi, lắp lại đi. Không, lắp cái máy ngắn này. Rồi, ok, đó. Bây giờ là nó sẽ thành một cái máy hút bụi loại mini. Buông đi, buông. Đây, thử cho anh em xem này. Đó, anh thấy không? Đó, khi mà anh em sử dụng là cái chổi này nó sẽ quay luôn nhá. Cái chổi quét này nó sẽ quay luôn. Chổi quét rác. Đó. Đó, ở dưới này nó có một cái chổi anh em thấy không? Chổi rất là xịn. Và những cái khớp xoay của nó này hoàn thiện cực kỳ tốt. Đây là cái ngăn để chứa bụi nhá. Sau khi sử dụng xong thì anh em tháo ra. Đầy cái hộp này thì anh em tháo ra này. Đó, cái màng này thì lâu lâu lấy ra vệ sinh một chút cũng được. Còn là cái bên này nó có một cái nút đỏ này. Anh em trượt xuống mở cái lắp đổ bụi ra ngoài. Đó. Đó, anh em thấy chưa? Rất là dễ sử dụng.
Đó thì Bình cũng sẽ báo giá luôn cho anh em nhá. Đó là bộ sản phẩm này thì giá sẽ là 850 một bộ. 850 một bộ. Và máy này thì mình bao cho anh em là mua về là chạy nó còn chạy nhá. Tức là anh em nhận về là nó còn chạy như vậy này. Còn cái thời gian sử dụng cục pin này được bao lâu thì mình không bao nhá. Bởi vì ở đây là mình nhập về là tất cả máy nó còn đang chạy. Nhưng mà pin thì không test được. Bởi vì có cục thì có thể là nó chạy được nhiều chạy được ít như thế nào đó mình không biết. Nó không có thời gian test nên là mình bán thanh lý cho anh em giá là không bao pin. Mình chỉ bao là máy còn chạy. Đó, tất cả còn hoạt động. Đó, anh em mua về thì sử dụng được bao nhiêu thì sử dụng. Là cái này mình không bao nhá. Còn ví dụ như anh em có nhu cầu mà anh em muốn sử dụng lâu hơn á thì anh em có thể là mua thêm một cục pin nữa. Những cái pin á, thì nó sẽ có bán trên ngoài thị trường nhá. Đó, dòng pin này thì nó bán ở ngoài thị trường có sẵn. Anh em có thể nâng cấp thêm pin để sử dụng được nhiều hơn. Còn máy mình bán ra thì bao máy sống này và có đầy đủ phụ kiện như vậy cho anh em. Đó, phụ kiện sẽ bao gồm là một máy này, pin này, một cục sạc nhá. Đây, cục sạc của nó. Cục sạc này thì mình sẽ bao sống, bao cục sạc sống nhá. Cắm điện và đo có điện áp sạc cho anh em. Và một thanh ống để nối dài. Đó, một bộ như vậy, đầy đủ như vậy này. Với một cái đầu để anh em, cái đầu chổi này để em anh em hút bụi sofa hoặc là hút thảm. Là một bộ như vậy là giá 850 nhá. Sản phẩm tiếp theo thì như anh em đang thấy trên tay mình là con đồng hồ thông minh nha anh em nha. 2W Pro. Đó, anh em thấy không? Tính năng lắc một cái là tự sáng. Lơ nó đi là nó sẽ tối nha. Làm lại cho anh em cái nữa này. Đây. Đó, rất ok. Hàng mới phun hộp anh em nha, mới về. Hàng ngon giá rẻ. Đây. 2W Pro đồng hồ thông minh. Giá chỉ 270.000 nha. Ở bên trong này thì anh em sẽ có đầy đủ phụ kiện. Con này thì nó là đồng hồ, dòng đồng hồ kiểm tra sức khỏe anh em. Vừa là đồng hồ thời trang này. Đó, có đế, có dây đồng hồ, có hướng dẫn sử dụng. Có cáp sạc đầy đủ nhá. Sạc chung với cục sạc điện thoại luôn anh em nhá. Đây này, USB. Đó, ở đây thì cũng có sử dụng vài ngày để trải nghiệm. Thấy nó cũng rất là ok đó nha. Với mức giá như thế này mà nó mang lại những cái tính năng như thế thì cũng rất là ngon rồi. Kết nối được với điện thoại nhá. Con này anh em cứ tải cái app 2W Pro này. Anh em muốn tùy chỉnh nó dễ dàng á thì anh em kết nối với điện thoại là để mình cài đặt này, mình chỉnh giao diện này thì dễ hơn. Đây này, nó có rất là nhiều giao diện đẹp. Nhìn khá là giống Apple Watch đó anh em. Đó, giao diện này mình tải về nhá. Anh em cứ kết nối nó với cái app là tải được rất nhiều giao diện đây. Đây là để xem giờ này. Đó, còn anh em sử dụng các cái tính năng khác của nó này. Ví dụ như là ở đây mình có đồng hồ bấm giờ này. Đó, bấm khởi đầu. Đó, anh em thấy chưa? Dừng. Tạm dừng, đặt lại. Đó, cảm ứng khá mượt. Rồi bấm một cái nữa là về này, thu nhỏ phóng to này, anh em thấy chưa? Đó. Báo thức này. Và rất nhiều tính năng khác như là chạy bộ này. Đó, rồi nó sẽ đo kiểm tra sức khỏe này. Tim mạch này. Đo cái này, đo huyết áp này. Nói chung là nếu mà anh em đo anh em bỏ lên cổ tay lúc nha. Đó, nó sẽ đo. Và trong vòng vài giây sau đó thì nó sẽ báo. Nó có những cái con cảm biến ở phía sau đồng hồ đó. Đó, cái huyết áp này thì nó sẽ mất khoảng tầm 30 giây đến 1 phút nó mới đo được nha. Còn đo nhịp tim các thứ thì nhanh hơn. Đây này, ở sau đít này nó sẽ có những cái con cảm biến. Nó sẽ đo cái nhịp mạch ở cổ tay á. Dây đây, dây đeo đây. Dây này thì có thể tháo ra thay bằng các loại dây mà anh em thích. Đây là dây zin của nó. Đó, khá là ngon. Đó, và rất là nhiều các tính năng khác anh em về nghiên cứu nhá. Như là thông báo kết nối với điện thoại này, kết nối Bluetooth với điện thoại. Khi mà anh em bỏ điện thoại trong túi quần á, anh em chạy xe mà có cuộc gọi tới á, thì nó sẽ báo lên mặt đồng hồ. Mình sẽ biết là ai gọi đó. Đó, vừa là đồng hồ thời trang này, vừa đo được nhịp tim rồi kiểm tra sức khỏe này. Đây này. Này là đo nhịp tim. Mình sẽ đo thử nhá. Bấm vào cái ấy rồi.
Đây, đo nhịp tim thì anh em áp vào cổ tay này. Ơ, lại bấm nhầm vào cái nút nguồn. Không sao, lại cái nữa. Đây, đo nó bỏ nó vào cổ tay nhá. Đó, anh em thấy chưa? Nó hiển thị nhịp tim của mình đang là 84 này. Rất là chính xác. Rồi, ok. Một chiếc đồng hồ thông minh với rất là nhiều tính năng. Anh em lấy về vừa đeo vừa thời trang này, vừa có nhiều cái tính năng đo sức khỏe. Giá chỉ có 270.000 đồng trên một cái thôi. Và sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay là bên shop tiếp tục có hàng sạc ắc quy 12V. Hàng mới về anh em nhá. Đây thông tin của sạc đây anh em. Mạnh cứ mở hộp ra setup anh em một bộ đi. Giới thiệu sơ qua cho anh em là con này nó dùng để sạc ô tô này, xe máy ô tô thì được hết này. Màn hình LCD nhá. Đo nhiệt độ bình tự ngắt các kiểu. Đây, dòng sạc của nó là 6A. g mạch điện tử nhá anh em nhá. Sử dụng được cho bình 12V từ 2A cho đến 100A. Bình khô bình ướt gì cũng ok hết anh em nhá. Đó, nhỏ nhưng rất lợi hại. Mạnh mẽ. Đây. Hướng dẫn anh em cách xài luôn nhá. Đây, anh em kẹp vào bình trước này. Anh em kẹp vào bình trước nhá. Nó sẽ báo điện áp của bình cũng như là cái nhiệt độ bình này. Con này của bình này của mình thì nó rất là cạn điện rồi. Rồi sạc đi, cắm điện. Anh em cứ để nguyên cái chế độ hình cái ô tô này nhá. Đó, con bình này của mình hiện tại nó đang bị lỗi. Con bình này nó bị hư rồi. Đó, con bình này phải chuyển qua cái chế độ là khử sun phát phục hồi lại. Mày giúp cho em xem thử con nào. Bởi vì con này hiện tại cái áp của nó đang bị tụt hết áp rồi. Cái bình cũ anh em thấy này, nó chỉ còn có 10V thôi. Có thể nói là con bình này nó chết rồi anh em. Đó, anh em vẫn có thể phục hồi lại được bằng cái chế độ repair này. Mạnh cắm điện vào đi, chuyển qua chế độ phục hồi bình ắc quy. Đó, anh em bấm sang cái chế độ này này là nó có thể phục hồi được những con bình mà bị tụt áp nha. Còn bình thường như một cái bình mà đủ áp, còn áp á, là anh em cứ cắm điện, anh em để ở cái chế độ hình cái ô tô này này là tự động nó sạc nha. Nó sạc đầy nó sẽ tự ngắt. Còn hiện tại mình đang để ở cái chế độ này là chế độ phục hồi bình ắc quy này. Nó có cái khiên nó nhấp nháy anh em này. Đó, nói chung là đây cũng là một cái tính năng rất là hay trên con mạch sạc này. So với những cái sạc thông thường thì nó sẽ không thể phục hồi được bình. Rồi, ok. Bộ sạc ắc quy giá sẽ là 280 nhá. Rồi, anh em mua hàng thì liên hệ hai số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý là ngày hôm nay vẫn sẽ miễn ship cho anh em từ đơn hàng 400. Ship miễn ship hàng cho những anh em đã mua 3 đơn hàng của shop trở lên nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.